Mà mặc chiếc kia còn chưa suốt, khi mà cái vai còn chưa xảy ra và cả hai tay còn chưa mốt, khi mà em vẫn chưa phàn nàn và những điều thân mình chưa cố. Em xem tình yêu như viên thuốc đắng, anh sẽ yêu như mình chưa uống. Em kể là mày tìm bạn chỉ cổ năm em fuck up. Có vài thằng em thật sự tin và đã tình yêu bất chấp. Mấy đứa bạn vẫn hay khuyên là đừng để con tim em hấp tấp. Thanh xuân của mày là cuộc đi săn, nếu không nhân chậm nằm bất tắc. Em nói với bạn shut up, huyệt yêu của tao là chất nhất. Nó là từ hot soul đi nam tới giờ cũng phải là mấy thật vất tao. Bạn em lại cất vào tao chỉ tin khi nó mua được và tất đất. Em lại lên giọng mày cứ để ý cả đêm đó em mất giấc. Em thấy trong lòng đầy bất cức, cô ép tâm tư của mình đành nặng như nó lại vòng và vết nứt. Tình nghĩa tình yêu đã vỡ tan tành khi mà lý trí em thức giấc. Em đang tiếc nối những ngày hôm qua nhưng đây không phải lần thứ nhất. Em vừa khóc vừa xem tin nhắn, em nghĩ tụi mình cần kết thúc. Và rồi em bóp cứ nuôi mọi thứ, không muốn thêm gia dân. Vì giờ em có ước mơ chờ tới những con nghĩ mới khiến em hài lòng. Người ta sẽ yêu em thật lòng, người ta sẽ mang em về phòng, và người ta sẽ ôm em vào lòng, phải không? Và rồi cuộc sống cũng theo chỉ do biết bao điều có khiến em lạc loài. Thì người ta có ở bên thêm tôi mỗi khi gầm tối khi em mệt mỏi. Người ta có mong em mà lại, người ta có thì thầm vào tai. Everything will be alright, baby. Nếu được về vị trí bắt đầu nó đã thành chuột nhà say. Lòng mồm thì để chưa thương sách rời, nó cũng chẳng còn cả hay. Chỉ muốn được nhà vay vì muốn nợ ân thì cũng đã trả hết. Muốn thì cũng đã say nhưng nó có hy rằng là một chuyện đã kết. Vào trong đêm thì nó cứ loang thang, chạy dây nhiều quen tính đến nơi quen thuộc. Nhưng nay lại tan hoang, nhưng lại như đang bị gián đoạn. Vài câu nói gây án mạng, nhưng nó vẫn cứ đi tiếp. Tôi biết em mãi bầu trời để say mạng. Từng đất hạnh phúc trước cô đơn, từng tí ức giờ phải quên đi. Để anh gánh sự cô ơn vì em anh chẳng như tên chi. Trong cơn say em bay lên cao, kinh nghiệm đi sau thêm bước ngoặt. Vừa đi em cần người ta không nghe trước mặt, khi nước mắt trên mây. Vài rồi em lâu phát lô một thứ, em đã không còn muốn thêm dây dòng. Là vì em có ước mơ chờ tới, yeah. Những con người mới khi nghe mài nồng. Và rồi hòn rớt hết luôn mọi thứ, không muốn thêm gia dân. Vì giờ em có ước mơ chờ tới, những con người mới khiến em hài lòng. Người ta sẽ yêu em thật lòng, người ta sẽ mang em về phòng, và người ta sẽ ôm em vào lòng, phải không? Và rồi cuộc sống cũng theo chỉ do biết bao điều cố khiến em lạc loài. Thì người ta có ở bên thêm vui mỗi khi gầm tối khi em mệt mỏi. Người ta có mong em mà lại, người ta có thì thầm vào tai. Everything will be alright, baby. Thank you.